chỗ nào cũng nóng hết vậy? Nóng quá đây à. Lưng cũng nóng quá. Cái mông cũng nóng nữa. À, đúng rồi. À, bên trong bụng của nóng quá trời luôn. Con làm cái chuyện nhảm nhí gì vậy hả? Con làm như vậy có biết là không tốt cho sức khỏe hay không? Với lại còn sử dụng điện lãng phí nữa. Nếu con có thể chịu đựng được thì nên tắt máy lạnh đi. Hả? Bây giờ là buổi sáng thôi đó nha. Từ giờ tới chiều còn nóng hơn nữa thì làm sao đây hả? Kênh dự báo thời tiết của chị gái xinh đẹp. Xin chào mọi người. Tối hôm qua vì tôi ngủ mà quên tắt máy lạnh nên đã bị bệnh cảm nặng lắm rồi. Mong quý vị thông cảm nha. Còn bây giờ tôi xin thông tin dự báo thời tiết đến mọi người. Quên tắt máy lạnh là bị cảm đó nha Shin. Thời tiết hôm nay sẽ bị ảnh hưởng của khí áp cao ở khu vực Thái Bình Dương đang hoạt động mạnh, nên quý vị hãy chú ý sức khỏe. Quý vị nào đó? Ồn ào quá. Chính vì vậy mà thời tiết hôm nay sẽ thật sự rất nóng đó thưa quý vị. Nếu hỏi tôi nóng bao nhiêu độ thì... Bị cảm lạnh như tôi đây mà còn không chịu nổi luôn đó. Nhưng mà cái này thì nhất định phải là giải len đó. Quần mặt cũng phải là giải len luôn nha. Mọi người cũng nhớ chú ý cẩn thận làm sao để không bị cảm lạnh đó nha. Nhất định cho quay. Rồi, vậy là hiểu rồi đúng không? Nếu mở máy lạnh lâu quá thì sẽ bị cảm đó nha. Thôi, đi giặt đồ thôi. Nóng quá. Nóng quá trời đất ơi. Còn nóng hơn nữa. Hả? Nếu ở trong này như vậy hoài sẽ nóng quá đi, nóng quá đi, nóng quá đi à, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Phải làm gì đó thôi, không thì đúng rồi, nhà của Masao chắc là sẽ vừa mát mẻ còn có bánh rau câu ăn chơi nữa chứ. Đúng rồi, đi thôi, đi thôi, đi tranh nóng thôi. Nóng thiệt đó. Đúng là nóng thiệt ha. Trời không có chút mai như vậy. Đúng là nóng chảy mỡ luôn. Thằng nhỏ vô duyên. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Có cửa hàng tiện lợi kìa. Xin chia quảy giá lắm đây. Công nhận mát thiệt á. Chắc mình ở trong này miết luôn quá. Xin lỗi, cho chú để đồ chút nha. Xin lỗi con, cho con mở cửa một chút. Ơi, đói bụng thiệt á. Đói quá trời. À, ở đây được. Chắc là phải tới nhà Masao rồi. Nóng quá đây à. Nhưng mà tới nhà của Masao rồi thì... Trời nóng thì dùng món này đúng không nè? Xin ơi, xin mời dùng nha. Aloha, aloha. Được rồi, mình phải cố gắng lên mới được. Masao ơi. Ủa? Masao ơi. Là Shin hả ta? Masao ơi. Shin lại lộn nữ rồi. Masao. Shin ơi, nhà tôi bên đây mà. Masao, ông thiệt là chuyển nhà qua bên đó hồi nào vậy? Nhà tôi đó giờ ở đây chứ chuyển đâu mà chuyển. Cái ông Shin này có khi nào tới nhà mình mà nhớ chính xác được đâu. Tôi nhớ không? Nhà muốn gặp ông gì đâu luôn đó Masao. Ủa gì chứ? Tôi nhớ Masao chị không nổi nên phải lặn lội dưới trời nắng chảy mỡ như vậy tới gặp ông luôn á. Xin ơi, cậu làm cho mình cảm động quá đồ. Xin ơi. Nhưng mà nè, nói vậy chứ cậu có đang mở máy lạnh không vậy? Hả? Nếu không á, thì máy tạo hơi lạnh cũng được rồi, tôi không đòi hỏi nhiều đâu.
Thôi tụi mình vô nhà mở máy lạnh lên cho mát rồi ngồi tâm sự đi. Nhưng mà máy điều hòa nhà tôi bị hư rồi, đang chờ sửa. Nhưng mà khoảng chiều tối hôm nay thì nhà tôi sẽ lắp máy điều hòa mới liền á. Nói như vậy là đúng thì bà Ma Sô cũng không có ích lợi gì hết trơn. Ủa, nè Shin. Thôi vậy tôi về nha. Shin ơi, ủa vậy là sao ta? Tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai rồi hả? Nóng quá đi. Không còn cách nào khác đành phải tới nhà của Kazama thôi. Nhưng mà Kazama lúc nào cũng không cho mình nằm lên giường, với lại không được mở nhạc sôi động và uống nước mà. Đúng là chán thiệt luôn á. Nè nè anh kia, đang làm cái gì vậy? Hả? Thì ông cũng thấy đó, tôi đang ngồi dưới thác nước và tập trung luyện công. Là thầy Kenta dạy kiếm đạo sao? Luyện công cái gì, không phải ở chỗ này. Đi chỗ khác đi. Lần sau còn tới đây như vậy nữa, tôi gọi cảnh sát tới còng đầu đó, nghe chưa? Shinosuke, tại sao con đi tới đây vậy hả? Câu đó phải để cho con hỏi sư phụ thì mới đúng chứ. Như con thấy đó, sư phụ đang tu luyện mà. Tu luyện sao? Tu luyện như vậy thiệt là mát ghê luôn á nha. Con cứ tưởng chỉ có con mới nghĩ ra cách tu luyện mát mẻ thôi chứ. Người lớn như sư phụ mà cũng nghĩ như vậy là xấu ấy nha. Thôi được rồi, vậy thì tới trường học kiếm đi nha. Sư phụ sẽ cho con được tu luyện mát mẻ thoải mái luôn. Hả? Thiệt vậy hả sư phụ? Thiệt là sẽ mát mẻ chứ sư phụ. Bài luyện tập đặc biệt đó. Đây là bài tu luyện mát mẻ hả sư phụ? Nóng quá. Chưa mát được đâu, không được nói từ nóng. Nóng nè. Thôi chết rồi. Vậy là mình vẫn còn tu luyện chưa đủ rồi. Nóng quá đây. Nóng quá. Không phải, bụi ngắt hả? Nóng. Không. Chưa có nóng đâu Shinosuke. Thấy sao hả Shinosuke? Nóng quá đi mà cũng mát quá đi. Sư phụ bao nhiêu năm rồi đâu cần máy lạnh. Với cách tu luyện này của sư phụ thì mát mẻ con chim sẻ luôn. Không hổ danh là sư phụ của Shin mà.